tôi sẽ gửi đến các bạn video hướng dẫn kết nối với hệ thống Panya VS. Trước mặt các bạn có thể nhìn thấy là xe Honda SH đời 2017 được trang bị hệ thống Panya VS tay bánh. Ta cũng cần phải kết nối thiết bị smartphone với xe thông qua giấc chuẩn đoán DMC và kèm EQ. Sau đó ta chọn hệ thống phanh ABS, chọn hãng xe Honda. Trước tiên ta chọn chức năng đọc mã lỗi. Vâng, hiện tại xe nó có một mã lỗi, lỗi 13 là lỗi mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe phía sau. Tôi sẽ sửa lại mã lỗi đó để chúng ta có thể kiểm tra phần xóa lỗi. Vâng, ta có thể chọn xóa mã lỗi ngay trên màn hình chính đọc mã lỗi, chọn xóa bằng cách nhấn mũi tên lên. Ok, rồi sau đó sẽ đọc lại. Vâng, ESU không còn mã lỗi. Hoặc là gì ạ, ta có thể chọn chức năng xóa ngoài màn hình chính, xóa mã lỗi. Ok, vâng. Tiếp theo ta có thể vào xem chức năng dữ liệu phanh của hệ thống phanh ABS. Các bạn có thể nhìn thấy bao gồm các tín hiệu như là vận tốc bánh xe phía trước, vận tốc bánh xe phía sau, trạng thái của các van giữ áp bánh xe phía trước, giảm áp bánh xe phía sau, đầy đủ các thông tin của tín hiệu cảm biến đầu vào cũng như là cơ cấu chấp hành. Hoặc là gì ạ, chúng ta có thể xem cái công tắc phanh hoạt động không, đây là đèn ABS đang nhấp nháy đó. Vâng, ta có thể khởi động xe để xem thông số. Vâng, vâng, các bạn có thể nhìn thấy khi kéo ga lên thì vận tốc bánh sau đã thay đổi. Ngoài ra khi ta bóp phanh tay thì công tắc phanh tay on off. Đây, khi nhìn các thông số này thì ta có thể kiểm tra được và xác định được mạch của các tín hiệu đầu vào là tốt. Rồi, ngoài ra ta có thể vào chức năng xem thông tin của ASU để mà xem cũng như phần mềm. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.